Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Mitsubishi Xpander nhé. Dòng xe thuộc phân khúc MPV 7 chỗ, cực kỳ ăn khách của nhà Mitsubishi. Mà trong cái video ngày hôm nay, ngày 23 tháng 11 của năm 2023, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất, cạnh tranh nhất ở cái thời điểm cuối tháng 11 này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm tìm hiểu muốn sở hữu cái dòng xe MPV giá rẻ cực kỳ ăn khách này sẽ có thể nắm được. Dòng xe Mitsubishi Xpander này đang cạnh tranh với rất nhiều đối thủ ở trên thị trường. Ví dụ như là cạnh tranh với chiếc xe Toyota Vios Cross, hoặc là cạnh tranh với chiếc xe Suzuki XN7, đúng không ạ? Với 4 phiên bản để cho anh em lựa chọn, bao gồm phiên bản Xpander MT được lắp ráp tại Việt Nam, và có 3 phiên bản là phiên bản AT Eco, phiên bản Premium và phiên bản Cross là phiên bản nhập khẩu anh em nhé. Vậy thì ngay sau đây em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết về khuyến mại và tính tổng lăn bánh để cho anh em có thể chuẩn bị cái tài chính của mình một cách tốt nhất để lựa chọn những cái phiên bản mà phù hợp nhất với anh em nhé. Đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Xpander MT. Bản này thì đang có mức giá là 555 triệu. Với cái chính sách giảm tiền mặt cực kỳ sâu ở thời điểm này thì đại lý bên em đang có cái quyền linh động cực kỳ là tốt anh em nhé. Và tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn và một bộ cam hành trình. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 553 triệu. Trả góp thì đang là 133 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 550 triệu, trả góp thì đang là 128 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 530 triệu, trả góp thì đang là 109 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký rồi. Và anh em nào mà muốn đăng ký chọn gói thì vui lòng thêm cho em cái tiền chi phí dịch vụ anh em nhé. Hiện tại cái bản MT này thì bên em còn một số xe để có thể giao ngay cho anh em. Ví dụ như là xe một xe màu trắng, một xe màu ghi xám và một xe màu đen để có thể giao luôn được. Còn các xe màu khác thì anh em sẽ phải ký chờ, đâu đó vào khoảng đầu tháng 12 sẽ có xe về anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Mitsubishi Xpander AT Eco phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc anh em nhé. Bản này thì đang có mức giá là 598 triệu với cái chính sách giảm tiền mặt cực kỳ sâu lên đến trên 100% lệ phí trước bạ, cũng như là tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản bao gồm là dán phim cách nhiệt này, thảm trải sàn cũng như là một bộ cam hành trình. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 602 triệu. Trả góp thì đang là 171 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 599 triệu. Trả góp thì đang là 159 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhá, cần chuẩn bị cho em là 578 triệu. Trả góp thì đang là 141 triệu. Đó. Với cái phiên bản AT Eco này thì bên em cũng tương đối là đủ xe để có thể giao luôn cho anh em. Cơ bản nhất là anh em cứ cảm thấy phù hợp với cái mức giá em đang chia sẻ thì anh em có thể gọi điện ngay cho em để em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản Xpander Premium. Bản này thì đang có mức giá là 658 triệu với cái chính sách giảm tiền mặt ở thời điểm này lên đến cũng trên 100% lệ phí trước bạ, cũng như là tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản nữa anh em ạ. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng ấy, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 661 triệu, trả góp thì đang là 184 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 652 triệu, trả góp thì đang là 171 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 634 triệu, trả góp thì đang là 153 triệu.
Với cái mức ưu đãi như thế này thì anh em cũng nên cân nhắc đặt cọc sớm giúp em. Vì mỗi cái thời điểm ấy thì có cái quyền linh động khác nhau. Nên là anh em thời điểm này mà anh em nào mà xem được video của em mà cảm thấy phù hợp với cái mức giá em đang chia sẻ thì gọi ngay cho em để em gửi bản tin nhắn bánh chi tiết để anh em có thể là quyết đoán vào cọc sớm để được hưởng cái chính sách tốt nhất anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ tư, đó là cái bản Xpander Cross. Bản này thì đang có mức giá là 698 triệu, với cái chính sách cũng được giảm 100% lệ phí trước bạ và tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản và kèm một năm bảo hiểm thân vỏ đối với những anh em mua qua trả thẳng và đối với những cái xe đang sẵn có ở showroom bên em anh em nhé. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 701 triệu, trả góp thì đang là 193 triệu, lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 692 triệu, trả góp thì đang là 180 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 674 triệu, trả góp thì đang là 162 triệu. Vừa rồi thì em đã chia sẻ rất là chi tiết cho anh em về giá xe, về khuyến mại cũng như là tính tổng lăn bánh mới nhất của dòng xe Mitsubishi Xpander ở cái thời điểm ngày cuối tháng 11, tức là ngày 23 tháng 11 năm 2023, rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn nhé, hay là muốn biết bất cứ cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào ấy, thì anh em vui lòng gọi điện cho em để em gửi những cái chính sách giá bán tốt nhất, cạnh tranh nhất tới anh em. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.